bí ẩn những món ăn Việt Nam được Quang Linh Vlog mang đến châu Phi. Xin chào các bạn khán giả của Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, nhắc đến những nhân vật có ý thức cộng đồng cao, sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn ở khắp mọi nơi trên thế giới thì ta không thể nào bỏ qua anh chàng Phạm Quang Linh, hay còn gọi là Quang Linh Vlog. Sinh năm 1997, chàng trai gốc Nghệ An được lòng mọi người bởi các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con ở châu Phi, đặc biệt là Angola. Không chỉ làm chuyện tốt cho bà con Angola, Quang Linh và đồng đội còn thường xuyên khiến khán giả thích thú khi lần lượt mang những món ăn Việt Nam đến bán ở châu Phi. Hôm nay xin mời các bạn cùng kênh Tri Thức Việt điểm lại những món ăn Việt Nam xuất hiện trên đất nước châu Phi xa xôi nhé. Gần đây nhất, Lindo, chàng YouTuber thuộc team Quang Linh, vừa mới đăng tải một đoạn vlog ghi lại cảnh anh cùng vợ mình bán món thịt kho trứng vịt ở chợ Angola. Anh chàng đã hỗ trợ Quang Linh rất nhiều trong các dự án ở Angola. Ngược lại, nhờ sự giúp đỡ của Quang Linh, Lindo và vợ đã có cuộc sống ổn định hơn. Chàng trai Angola còn biết làm YouTube, chế biến rất thành thạo các món ăn Việt Nam mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Theo chia sẻ của Lindo trong video, mỗi một phần gồm thịt và nửa cái trứng vịt được vợ chồng anh bán với giá 150kz khoảng 8.000 đồng, và ai ăn nguyên trứng thì sẽ mua với giá 300kz hơn 14.000 đồng. Xem đoạn clip, khán giả có thể nhận ra dù đồ ăn chưa được nấu xong thì khách mua hàng đã đứng kín quầy hàng. Có người cảm thấy tò mò trước món ăn Việt Nam, có người chờ đợi để được thưởng thức. Sau một tháng bán hàng, Lindo được nhiều netizen phong cho biệt danh chiến thần đồ ăn Việt. Hàng loạt các món ăn đặc trưng của Việt Nam như chè đỗ đen, chả lá lốt, nem rán, bánh mì, thịt bò xào hành tây, mì tôm trứng đều được Lindo chế biến rất thành công. Mỗi khi anh chàng mang sạp hàng ra chợ bày bán, bà con Angola lại xuống vào xem và mua hết trong một nốt nhạc. Sau một thời gian nhất định bán đồ ăn Việt, Lindo đã thực hiện một cuộc phỏng vấn đi vòng quanh chợ hỏi xem cảm nhận của mọi người về các món ăn như thế nào. Hầu hết những người được Lindo hỏi đều mua ít nhất một món, có người còn mua tới 2 đến 3 món, thậm chí món nào của sạp Lindo cũng đã thưởng thức qua. Tất cả mọi người đều nhận xét các món ăn Việt vô cùng ngon, đồng thời hy vọng anh chàng tiếp tục làm để bán. Lindo cũng giải thích tất cả các món mình bán đều được chế biến từ nguyên liệu và các gia vị Việt Nam. Thậm chí khi thấy Lindo xuất hiện ở chợ, nhiều người còn hỏi hôm nay không bán hàng à? Có thể thấy bà con đã quá quen thuộc với hình ảnh một chàng trai Angola bày bán các món ăn Việt Nam. Ngay khi nghe mọi người hỏi, Lindo đã cho hay: "Dạ không ạ, hôm nay cháu không nấu ạ. Hôm nay cháu đi hỏi những người ở chợ đã từng ăn ở sạp cháu rồi để xem mọi người nhận xét đồ ăn như thế nào, cũng như là món nào cháu bán mà mọi người cảm thấy ngon nhất ạ." Trong các món ăn được Lindo hỏi, món kẹo lạc và nem rán được nhiều người ấn tượng nhất. Bà con cũng khẳng định Lindo chế biến rất ngon, cứ tiếp tục làm như vậy để bán là được. Sau khi đến chỗ mọi người phỏng vấn, Lindo thậm chí còn dạy bà con nói tiếng Việt xin chào các bạn. Mọi người cũng đều hào hứng nói theo, khiến anh chàng rất thích thú. Lindo cũng cho biết: "Tôi đi hỏi mọi người một vòng để xem mọi người thích món nào nhất thì tới đây tôi sẽ làm lại món đấy." Sau khi thành công với các món ăn vặt, Lindo cũng dần làm thêm các món ăn mặn phục vụ mọi người. Trong đó phải kể đến các món ăn như thịt bò xào hành tây, thịt lợn kho trứng, gà rán, gan bò xào hành ớt, cà sốt cà chua, chả lá lốt. Có thể nói sạp hàng của Lindo không khác gì một quán ăn Việt Nam thu nhỏ. Nam YouTuber và vợ cũng rất tích cực làm marketing. Chính cách giới thiệu món ăn độc đáo, thu hút của chàng trai Angola cũng một phần giúp cho anh chàng vô cùng đắt hàng. Mới đây nhất, Lindo tiếp tục thành công với món gà rán và khoai tây chiên. Anh đã đem bày bán ở chợ và được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Không những thế, anh chàng còn rất nhiệt huyết khi luôn tham khảo những nhận xét, cảm nhận của những vị khách lần đầu thưởng thức món ăn có thêm gia vị Việt Nam. Mặc dù rất đông người đang đứng xem và chờ đợi, nhưng Lindo vẫn không quên khảo sát khách hàng về món ăn. Một vị khách không ngừng dành những lời khen: "Đồ ăn ở đây ngon em à, nóng hổi luôn vì em vừa làm xong thì mang ra bán, gà giòn còn khoai tây thì vừa chín tới." Lindo còn hỏi thêm: "Anh đã thấy trong huyện này ai đã làm món gà này chưa?" Anh khách liền khẳng định: "Chưa em à, em cứ làm như thế này là có thu nhập lắm vì người dân ở đây chưa có ai làm cả." Lindo tiết lộ thêm, đây là lần thứ hai anh chàng làm món này và được học từ người bạn Việt Nam. Chàng thanh niên vô cùng khéo tay khi chỉ mới học hỏi, tìm hiểu, nhưng những món ăn Việt anh bán đều nhận được rất nhiều lời khen. Anh còn đầu tư luôn không gian chỗ ngồi để mọi người có thể mua và thưởng thức nóng hổi tại chỗ. Anh liên tục mời gọi bà con xung quanh ở lại thưởng thức thay vì đem về nhà. Có thể thấy, trong mỗi món ăn không chỉ đạt chất lượng mà còn là sự nhiệt tình, có tâm của Lindo đặt vào trong đó. Được biết, với món gà rán, Chàng trai châu Phi đã chuẩn bị nguyên liệu từ nhà, đến chợ sẽ tẩm bột, chiên rán, còn vợ thì phụ bán hàng và chăm con. Không những thế, hai vợ chồng còn rất hào phóng khi khuyến mại thêm khoai lang chiên cho khách hàng. Gà rán và khoai tây chiên còn chưa được bày ra sạp nhưng khách đã kéo tới đông nườm nượp, đứng xếp hàng để mua và thưởng thức món ăn mới lạ này. Lindo cũng tỏ ra rất văn minh khi bán hàng, luôn ưu tiên người già và trẻ nhỏ. Không chỉ vậy, anh cũng chú ý đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình bán hàng, anh luôn dùng dụng cụ gắp đồ ăn. Nhiều người mong chờ được thưởng thức món ăn của vợ chồng Lindo. Hai vợ chồng bán hàng luôn tay luôn chân vì quá đông khách. Anh chàng còn sử dụng luôn tương ớt được sản xuất từ Việt Nam để món ăn được chuẩn vị nhất. Thực tế, gà rán và khoai tây chiên không phải món ăn Việt đầu tiên mà vợ chồng Lindo thử nghiệm thành công tại chợ. Anh chàng cũng đã từng kinh doanh rất nhiều món được chế biến theo hương vị của Việt Nam. Điều đáng chú ý là món nào của vợ chồng Lindo cũng đắt khách và nhanh chóng hết hàng. Có thể thấy, team châu Phi không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt Nam mà còn giúp bà con Angola học hỏi được nhiều điều, tăng thêm thu nhập và có cuộc sống ổn định hơn. Chắc chắn trong thời gian tới, Lindo sẽ tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều món bình dân ở Việt Nam để đưa đến cho người dân Angola. Món ăn tiếp theo được thành viên team Quang Linh Vlog mang ra chợ bán, người dân không ai dám mua vì quá đắt đỏ. Đó chính là món mì tôm và trứng rán. Lindo và vợ chuẩn bị một chiếc bếp riêng biệt với nồi nước sôi ủng ục và một chiếc chảo để rán trứng ốp la. Không những thế, anh chàng này còn ghi tấm biển quảng cáo trước sạp hàng để giới thiệu với mọi người bằng cả tiếng Việt và tiếng Angola. Trước món ăn mới lạ, thơm phức, người dân Angola vây quanh rất đông sạp hàng. Họ lắng nghe chăm chú khi Lindo giới thiệu về món ăn Việt Nam. Lindo nói: "Hôm nay tôi sẽ nấu món mì tôm Việt Nam, mọi người xem nếu thấy ngon thì ủng hộ tôi. Mì này bên Angola không có bán đâu. Giờ tôi sẽ mở gói mì tôm Việt Nam ra cho tất cả mọi người xem, tất cả gia vị sẽ có trong này luôn. Giờ chỉ chờ 2 đến 3 phút là mì chín. Tí nữa mì chín mở nắp ra thì thơm lắm luôn ạ. Mì của Angola mình sẽ lâu chín hơn rất nhiều, còn mì này thì nhanh chín lắm mọi người, đổ nước nóng vào chờ 2 đến 3 phút là chín rồi." Lindo còn trực tiếp nấu mì ngay trước mặt để mọi người xem quy trình chế biến. Vừa nấu ăn, anh vừa mô tả chi tiết khiến mọi người đều say mê theo dõi. Sau khi nấu xong mì, anh đặt lên đó phần trứng rán nóng hổi. "Như này là xong rồi, chờ nước sôi rồi tráng trứng lên đổ vào từng này nước xong chờ tí là sợi mì chín mà ngon lắm luôn. Giờ em sẽ đậy lại một tí cho chín rồi tí em cho mọi người xem. Mọi người nhìn này, mì như vậy là chín rồi ạ. Mì tôm còn kèm thêm một quả trứng chiên nữa thì đúng ngon tuyệt vời luôn." Được biết, mỗi bát mì tôm trứng rán, Lindo sẽ bán với giá 400 kVKNZA khoảng 24.000 đồng. Mặc dù chỉ là món ăn bình dân trên đường phố nhưng vì giá thành cao hơn các món ăn vặt khác nên người dân nơi đây đều lắc đầu bỏ đi. Người xem không khỏi thở dài vì cuộc sống của người dân nơi đây quá khó khăn, khắc khổ nên giá một bát mì tôm trứng rán như thế là quá đắt so với điều kiện kinh tế của họ. Trước đó, Lindo từng bày bán nhiều món ăn Việt Nam như bánh chuối, ngô nếp luộc, nước mía, chè đỗ đen. Gần đây nhất, Lindo còn học tập cô giáo người Việt để làm món kẹo lạc. Với sự nghiêm túc quan sát từng công đoạn từ nấu mật mía, cân lạc đúng tỷ lệ, canh thời gian cho lạc vào kịp khuôn để tạo được món kẹo thơm ngon. Mặc dù là đàn ông nhưng khi Lindo nấu ăn vẫn vô cùng thuần thục, nhuần nhuyễn. Vừa xem, Lindo nhẩm lại các công đoạn và tự tay thử khuấy đường, băm gừng, cho sản phẩm vào khay. Món ăn này sau khi được Lindo bày bán đã thu hút rất nhiều người mua và nếm thử. Sau kẹo lạc thì Lindo tiếp tục giới thiệu món mới của Việt Nam đến bà con địa phương, đó là chả lá lốt. Lindo cho biết, ở châu Phi không có sẵn lá lốt nên đã phải đi xin của một người Việt Nam có trồng lá lốt trong nhà. Nam YouTuber lần lượt trộn thịt với gia vị, tiêu, nước mắm Việt Nam rồi lấy lá lốt bọc lại, hoàn thiện được một khay đầy ắp chả. Sau khi hoàn thành các miếng chả lá lốt thơm ngon, Lindo quyết định mang ra sạp hàng ngoài chợ bán với giá 50 kVKNZA cái gần 3.000 đồng. Ngay khi cho chả vào bếp chiên, mùi thơm đã hấp dẫn rất đông bà con đến với sạp hàng của Lindo. Với giá thành hợp lý lại được Lindo giao bán nhiệt tình nên mỗi người có mặt đều muốn thưởng thức món ăn Việt Nam. Để khách hàng hình dung ra được hương vị của món ăn, Lindo giới thiệu chả lá lốt ăn có phần giống xúc xích nhưng có thêm loại lá đặc biệt cuốn bên ngoài. Từ người lớn cho đến các em nhỏ đều liên tục hỏi mua khiến vợ chồng Lindo chiên chả không ngơi tay. Sau khi ăn thử món chả lá lốt mà Lindo tự tay làm, không ít người đã dành lời khen ngợi cho món ăn của Việt Nam. Cả một khay đầy chả lá lốt đã được Lindo bán hết một cách chóng vánh. Người dân Angola tỏ ra vui mừng và thích thú khi được thưởng thức món ăn vừa là vừa ngon đến từ Việt Nam. Tại Angola, Quang Linh và những người bạn của mình đã hỗ trợ người dân xây nhà, sửa trường học, phát gạo, dầu ăn miễn phí, đào giếng khoan để cung cấp nước sạch, mở rộng hệ thống tưới tiêu, hướng dẫn người dân cách làm nông sao cho hiệu quả, dạy người dân cách làm đá sạch. Anh cũng không ít lần giới thiệu những món ăn hấp dẫn của Việt Nam cho người dân Angola như bún riêu, mía đá, bún chả, nem rán, sầu riêng, bánh chưng. Ngoài ra, Quang Linh cũng không quên dạy cho người dân nơi đây tiếng Việt cũng như cho họ xem các video đến từ Việt Nam để giới thiệu về văn hóa quê nhà cho bạn bè quốc tế. Nhìn thấy những món ăn Việt Nam ở nước ngoài được yêu thích như vậy thật tuyệt vời quá phải không các bạn? Các món ăn tưởng chừng như quá đỗi bình thường ở Việt Nam không những chỉ là bản sắc văn hóa Việt trong nước ta mà trong những năm qua, chúng đã bay sang tận nước ngoài và làm nhiều người phải mê mẩn. Hương vị khó quên mang đặc trưng đã khiến nhiều vị khách dù khó tính đến mức nào cũng cảm thấy yêu thích ngay từ lần nếm thử đầu tiên. Còn bạn có phải là một fan hâm mộ của các món ăn nêu trong video không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về các món ăn bình dân này nhé! Nếu bạn thấy video hôm nay của mình đã đem đến nhiều thông tin thú vị thì hãy nhấn like và share để ủng hộ cho mình nha! Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo trên kênh Tri Thức Việt.